giờ lại chơi giờ ông chơi cho mùa này ông hô có mày có nhất chỉ gặp ba ông hô lại nhở ba giờ tí nhở cho mấy mùa giờ là bờ lấy giấy lướt cho phải mà phụ chân xài đọc phải mà giờ bây giờ kinh nhà mình chúng ta vậy sao sao này khoa mà thằng cô đọc phải à tập là cũng phụ chân xài cũng nó nè cú tơ này xe cũng cho bao nhiêu mà nè cái phụ nhà cái này ba mi nhớ khẩu à chứ mùa dòng một ngày vào cái trận làm bóng này thì vào nhãn gái nhá, gái nhiều thiệt đó mọi người. Ừ, lấy tiền nọ phải tiền lo tên nó nữa để nó chơi làm bóng nữa lấy tiền rồi sai tao nữa. Ơi giờ cái xe lo dễ tiền nữa nó học chơi xưa giờ cũng có là mua phân để chứng minh nó mới có tập tàn đi. Đấy, cả sáu vẫn có hết. Hôm nay bán được bao nhiêu đấy anh? À, hôm nay bán được đủ ăn chợ rồi. Thế được rồi. Em có tiền. Rồi, thế anh bán nha. Ơi giờ có chơi gì cũng là say rồi nó sẽ rồi nó sẽ phủ mưa mũ là xí mưa đắp cộng tác của chị để chị lấy mưa nữa ô cái chị bỏ mỏ em mỏ tiểu mà sẽ cho một tiểu yêu đây này bạn gái bạn trai này mà chơi đây nhá vô đi rồi em mọi người vào vô đi một lon tao là chị cũng bán được mỗi bán được 3 triệu rồi đấy. Thế được rồi hôm nay chị cũng mua quần áo để bán ấy. Thế cũng được rồi em của con đấy họ cũng không mua bây giờ còn cái cửa hàng đấy họ có mua không cũng mua ấy có khu đồ mà tao thô chị cũng bán được nhưng mà chị toàn bán đồ này thôi có tao thì ơi cho con chứ cho con thấy luôn lo hâm đồ của mà có tao là em sẽ lại
Rồi. Rồi mấy em nhận tí nha. Sau nó sẽ đó, nó kia nó sau nó với mình chế nữa. Nó sẽ bí bí mình chế xế, mù sau lý chẳng nữa. Nó mình chế nữa, trời ơi. Bây giờ mở tiết xuân nữa. Xin xuân. Đi. Mẹ em ơi, cho nhắn tí nhá. Đây nhắn gái thôi. Nhắn được nhiều gái lắm nhưng mà không tán được. Ý giờ từ cái thằng tăng chúng tôi từ có bao giờ họ được nó tụi mua chia nhắn gì nữa. Ok giờ cho vui cho những hồi chân ta cùng xuống trời vượt trăng bay tung được những dải ơi chú câu kìa, bây giờ chú câu đang đi gần nãy về ăn luôn nó bỏ nó lên. Bán được bao nhiêu rồi chị? Chị biết cô ấy chơi thôi. Thì cũng được rồi. Xuống chợ, xuống chợ. Mày xuống chợ, xuống chợ về em. Ô, đi tiếp khai đi. Chàng trai này đẹp trai hết á. Ui, dân dân nói quá hết. Thì mình có khách chứ. Này yêu em, có hối già mà. Đúng mà, hối già. Chút lời cậu nữa.
Cho thăm cửa nữa. Con giờ là từ mấy mùa là tầm đó nữa mà cũng là hai cơ rồi lấy ban chạy lấy một nữa xe rồi chào á ô ban xe đang cảm giác nó ư nên muốn nó phải lo cho mẹ tao bên giờ này kém à. Cái nhỏ muốn nó ờ ờ này giờ tin lộc nó bỏ muốn lo này ấy thôi này tốt à ắt sẽ khó chết rồi lên đó là giờ là mi muốn à ờ chắc chín đó này liền nhớ liền rồi biết nó kia nhở, nó to à? Tao kia tao kia, chuyện rồi biết kia, ok. Ấy có tí nhát chỉ nó nè kia, ok chị tao có tí nhát đấy, có biết nó kia mà? Có. Nó không lên được cái pha hai. Đi cá là giờ. Ờ giống rồi. Một là hôm đó là nà tí à là ba ở tôi vô à mi mùa ba là tụi nó vô không mang ấy chợ này vừa Yeah.
Yo la peito mismo, yo peito ti la yo. Ya. Dírate. No. Ba de ti la yo con a, yo mismo a. Sula xì xem mà. Ba yu ao tu me ta ga ba lo xe ở trong à. Yu ở nhà yu trong à. Cho cho xanh xia à yu à. Xin xe à có mì chén ni mua giá mì à có tiền có lo chén ni cu mua giá ni hoa lo tu nè. Cho xia à yu à. Okay. Cái nhiều quá, chúc chợ lấy thế chị không chờ vào anh hòa. Giờ mà giờ tan tàu này chưa chụp xe ớt này giờ. Không chờ mấy mùa ta sát tâm à ta vừa tới chế mà lo vừa mà vừa lúc cho đó mà vừa cho hết tâm mà lo đi cho nó giờ cho phải do em lấy xíu chưa chờ cho tao cơ mà cho nó giờ cho phải do em một lần lại cứ bây giờ thì chỉ con chân mấy mùa là để chị con chờ anh vừa là cho con giống gốc thẻ lúc con này vô là bao giờ chị nên làm gì đây đi lúc xa chọc xanh chứ hả xa chọc xanh này à số thì à cho sát luôn mà cho coi cho ai ở nó ná số thì à này mấy em ơi à là thế vô mà vậy đó trong hàng ok giờ hôm nay cũng một tuần nữa nhở cũng say lời lúc kia sẽ phụ một trận tụng lần cầu á cũng phải đi thay tuần này say vô khổng là chấm ít mùa
ba tới chín lần nãy giờ khổ là giờ khổ là vốn mỏ mang nữa rồi nó nọ kia nữa xe. Hôm nay là một ngày chờ vui. Nếu thế nhờ anh kia hát bài tặng đi xem nhé. Thế là không gạo tặng đấy từ chỗ không thì là không giả tan nào đấy. Yo la, sao lại bay yo la? Lấy được chín này hả? Thế mua trời tụi hồng cao, cho nên xe á. Thôi rồi, nên là xí vậy. Tại nó xua lúc kia nó chỉ mua nè. Ơi ơ, thật sự nó sầu lý nó xưa rồi, lúc kia nó chỗ trí thì nó chỗ trí nó xưa. Thì... Rồi anh em. Mua lắm không tao à? Nó phải... Thế nó, con chủ đó là một con trẻ xuyên. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ. Bể hậu này, cụ biết bể hậu nó sẽ cho nên mình sẽ mua tí giả từ tí lâu mua xếp vào dòng đi chơi. Ừ, cái xe nữa anh chạy một tuần thộng đầu thệ nhờ. Mình rồi dựt lót nhó xe dựt lót một tuần đó này. Ờ, nghĩ nhìn vui nhờ. Mà không đợi anh chạy. Hả? Anh đợi được. Bác vô là. Bác vô là. Anh này vô là. Cái là chế chế phủ à. Này có thích cái gì hết thầy à? Đang là mở hai cháu nó tức dùng bỏ đi. Anh nó là nhỏ anh tỏ mộng nghe kìa. Ê, chắc là nàng vô là, cháu có tờ chá là. Vô là tờ chá. Lệnh tự bỏ vô anh gì à? Cho táo chạy khai lời. Hả? Táo chạy khai lời. Chắc là gì? Cú mua cú chết ra là còn mua cú mua chết đấy. Nhưng mà mua mua đủ nữa. Tại chưa à? Các bạn cú mua cú chết. Vừa mà bé tôi mới mua, ba bé vừa chém mà là. Vừa tôi ai thâu là vừa anh tiền em. Vừa ai thâu chém ban vừa tiền lúc mà vừa chỉ đu này. Cho sa sa ni. Cho sa sa tức là chỉ lưu nè. Bé dung hoa hai ngay. Một một tả hai. Một một tả một.
Nếu mà là gái thì mua một tạ hai rồi. Vừa thế. Thế em ơi. Nhân gái lại nhau một lần nữa là về nhá, mình về nhá. Bỏ kia tận mắt lại ạ. Đúng rồi. Tôi bỏng đầu lên bỏ tận mắt tận người nữa. Hô kế ra mà. Đi lấy cái tin ở trong cái tục đấy nhá. Cái tục liếm đấy. Đi ở trong đấy. Cái tục chính là mặt. Đời cô nó kê. Hơi nghe nâu vô má xui hồ. Như là y cửa nó. Đó hỏi như xa. Cho nó chua lăng. Cửa mơ tất. Quay mùa này chắc không thể. Cởi đi nọ nè, mình mùa không cởi nó xíu rồi ạ. Mở lên tờ dạ. Đây dạ nè. Mìa. Cái chợ này ra trang trí thôi. Ai cũng vậy mà. Hôm nay ai có được đâu. Này có không được bát phở. Nói thì cái chuyện này thì ngại lắm. Chỉ ra trang trí cho họ. Họ bảo là à có người nhiều trang trí cho ăn đẹp thôi. Không bảo một loại ý chuyện này. Chuyện rất ý. Ô anh à này. Bán hàng rồi. Ừ, em ở bên này đi xe đi. Cả vừa nữa à? Đi trò chuyện với em đi. Đi đi. Ra đưa tao. Dạ. Đây đây. Làm tin làm gì mà vui như thế này nữa hả? Ôi rồi, cái chợ này không phải làm tin nữa. Bởi vì là gì? Nó vui thật nhưng mà nó lại không bán được hàng ấy. Kiểu đấy. Đây này. À, nó quá thế. Đấy. Mua một mình à? Vâng ạ. Cả anh đấy nữa. Vâng, của em là cũng là phụ nữa. Vào đây chơi. Dạ. Cái này giờ cái này thường sao cái này. Nên là thành gốc bể trong tường rồi. Còn có bình lưu sư nhỏ này thì sẽ là tốt cho nó. Còn có chống bình lưu sư. Họ lúc nào nhỏ thì nó còn có chống tia ấy. Dù không chờ. Dứt lại cơm em. Tại có một phụ thể cho xác lừa nà tia. Chứ cho lý bà có xe xe mà. Có kia xe xe cho chứ hơn nè. Ô, ngày phim chợ nó chỉ giống nó nữa. Còn nó xưa rồi. Ô, lại chỉ cho mấy bài trực thăng à. Có tiền thế. Quân lúc gặp có video xưa. Ô, giờ có vô máy bay trực thăng, trực tôi có mà video tôi đẹp. Thế.
我直接就这样。哇！哎，到有啊，有看见啊。Rồi mọi người, chợ tình hôm nay mưa nhá, mọi người xem nhá. Chợ này họ dùm vào chợ đang làm nhá mọi người. Đấy, nhìn kìa, nhìn gió nhá mọi người. Nó mưa to, to rùm rùm xuống nhá. Giờ lúc nắc à, mấy mùa. Giờ mà đi sai nữa giờ lúc kia nó là sau đó nó giống có hành nữa ta mà này vô khổng nó họ chỉ một số một bây giờ ôi rồi ôi đi lên má ơi vô mà như thế con là tao kìa. Sao còn lớn hai tiền nữa lớn nữa mọi người nữa cả chợ này đông nhất rồi bây giờ chợ dùng vào đông hết cỡ luôn mọi người giờ hôm nay là chợ phiên chợ mà đông hết cỡ rồi bên này hàng mình đây đấy. Đấy mọi người, nhìn đi. Thằng này nhá, mình nhờ. À mình đây. Khách không có khách mà. Ba giờ tới giờ chung mà. Đấy. Mấy anh em họ đi đưa ông già đi về nhá nhờ. Nhặt cái áo lên đi đại ca. Giờ thì chỉ còn chờ tụi mùa mà. Giờ là giờ thì chỉ bỏ áo tụi mình mùa. Chứ nên chờ. Bạn giờ thì chỉ còn chờ. Giờ còn chờ nè tia. Ok rồi. Đi gà mấy đứa gái xinh xinh ở bên này nhá, anh em nhá. Mó tiếu từ mùa. Hai thiệt nữa, nên nữa, sai tờ nụ nò, tôi cho lúc kia nó hai thiệt nữa. Đấy, thấy chưa? Đấy, đuôi cái chai này để chai thôi nè. Này, có phở thôi mọi người. Đấy, hở nha. Mình xuống. Thế là mình bắt đầu vào trong trận để xem gái nha. Gió khổng lắm mà, gió mùa. Mua đi giúp chú này mua cái. Ôi, hàng đây để cả sáo nữa. Ô, sáo này đẹp thật. Đấy, trong này có sáo có nợ kia hết nhá mọi người. Ôi, trong chợ này đẹp. Mùa này là nó đẹp nhất rồi. Một lần tài. Mở ha nhà ai. Vô lên, rồi tí lòng này vô khổng là. À, nung nó mà kiến để nó đóng cái đó, kiến em bảo nó này tùy bao là tôi sai nữa. Mở ông tới anh chạy.
Ồ, bên này cũng đẹp. Nó còn chở hai món nữa, này xem nè. Hai cờ, còn có hai cờ nữa, này xem nữa, này kì tôi thả nó tao nữa. Bác kia tôi mua có trẻ con mà. Hãy chạy nhỏ đi xe bên giờ bắt xe nữa lúc nào ở lúc kia nào nữa kia làm bọng nữa nhỏ nên là hoa quả nhỏ đi xe chợ nó hay cơ về đi nhăn gái xưa. Chứ tao là nhắn ngay là tao cần chợ nằm bọn nó nè. Bỏ thăm thằng em bệnh mày chưa? À, bệnh mày nó đi chụp nó. Nó ở trong một nó mày à. Mà hãy cờ đi. Mà nạc nhìn. Tao cờ một tờ đàn tới nó có ứng tí lòng mốt cơ. Giờ cờ nữ theo nhờ cứ tí xe. Ít kia là tàn đáy mà. Tàn đáy xưa à. Ơi giờ nó sai nữa. Em muốn ao tụi nó ăn cho cái viên cháo bây giờ. Giống cờ và tao mất gì à? Tao cờ. Chế biểu mất sĩ hỏi mà linh giờ này xin chứ giờ. Nung nọ nó sai lời một cái nữa tao mà tí chú mà cho anh đỡ em. Ơ, sao linh nó xưa rồi.